ba lô à? Đâu, 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 đâu vậy? Đâu mang ba lô rồi ghê à? Ủa đứng đâu đây gùng gùng ghê vậy? Giờ nãy giờ. Rồi như con bằng mập. Thế nào tôi cứ nhìn cái mồi thế nào cũng 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 đi nè. Đi đâu? Đi đâu mang ba lô? Đi đâu mà cái lũ mũi mày mày đi vậy mà ai mai? Mà cái này cắt chỉ ra 1 2 ngày cắt chỉ ra là đẹp rồi là con đi chứ, đi đây đi. Mà đi đâu? Đi đâu kệ tôi đi hỏi làm gì? Đi đâu mang ba lô vậy? Đi mà mày đi rồi mấy đứa con mà. Bây giờ Út đừng có lo con của con nữa, con tự biết con làm cái gì. Con làm như giang hồ trời. Mà sao con đứng ở đây chi vậy ta, gần gì đây? Ý là nó chưa đẹp gì, nó chảnh, chảnh rồi, mà chảnh không ai chảnh thường. Đi đâu nói ta nhà, nó nhỏ thôi, đừng có nhỏ, con đi đâu gì của con. Hả? Con đi đâu là gì của con. Đi làm sắc đẹp nữa hả? Đi đâu đấy trời? Đi đâu? Dạ. Nói đi theo tiếng gọi của con tim nha. Đi đâu hỏi làm gì, con đi kiếm mà. Tiếng xe của ai tịnh vậy? Con đi kiếm anh ấy. Đi theo tiếng gọi giang hồ. Giang hồ, tiếng gọi giang hồ. Có khi nào xưa hủa thiếu tiền giang hồ vậy bà. Mà làm gì mà đứng ở đây làm cái gì, kệ con đi đâu con đi. Con ấy gà đẹp ra đây. Cái gãy tao sát bên thì cái gãy tao sát bên tao đi gãy không được hả? Đi đẩy đi đi đường đi con mắc. Tao thấy mày lù lù tưởng trộm. Trời ơi. Mày mất gì đi ra luôn, mất gì lù lù gì vậy? Coi có ai không? Làm gì lấp lấp vậy sợ hả? Tao có ai không? Đứng đây làm gì gãy đi. Đứng chờ người ta lại coi đúng cuối. Chờ ta gì? Ghê thì chết đi đâu làm gì cũng được sao đó. Trời nó chị. Trả ba lô nó đi đâu đi cái bà nó đi. Thôi làm sao mà chi nữa. Mà chị đi đâu chị mới biết được chứ. Trời ơi mẹ thì ở nhà có một. Nó đi đâu đi kệ mẹ đi. Mẹ ở nhà có một mình nè. Giờ nó bỏ đi theo tiếng sét của ái tình nó bỏ mẹ đi. Ghê á. Mày không ai đi theo chồng theo trai gì đó. Ủa con nói nào. Mới đâu cái cha. Nãy ý nói bà con đâu nói đâu. Nói bà quá. Mày quá. Xấu trời thì trời. Xấu thì hơn con mắm nữa mà là đi. Đi đâu. Tôi gọi mắm nào mà vậy. Mai mốt con đi đâu làm gì sao đi đâu Út đi đâu Út đi đi Út làm gì Út làm đi đừng để ý tới con làm thì gì mày đi ăn nhà tao thì tao hỏi nhà Út của mày kia kìa đây là nhà bà ngoại con đi ra con đi xẹt đây mày đi mẹ mày đi thẳng luôn đi mày đi cái mày ngó tới nhau luôn có nhìn có ai không lúc cà ló ta chẳng nào tới mẹ mày cho tiền đi theo chị Linh đi theo làm mũi mày đi theo mày đẻ đẻ gì mẹ ủa theo nó đẻ theo đẻ là sao ai biết tự suy nghĩ đi chứ mày theo bà Linh làm gì mà để nói cho nghe ha nói nghe nghe mà thôi đi không có nói nữa sắp đẹp rồi trời ơi đẹp rồi có nói chuyện với nếu làm ý mày đẹp nào nói chuyện với tao nói chuyện nó mệt vậy là mày chảnh chớ rồi vô đó là gì chảnh chớ rồi tao chảnh chớ là gì hả chảnh gì chị che chi vậy trời ơi che chi vậy đẹp rồi đẹp rồi không chơi tao nữa gì quá nóng muốn chết luôn á trời mẹ hả chuyện chơi mẹ ơi. Thì trả luôn cho nó đi đâu đi kệ nó đi. Nóng quá không tâm nữa kệ đi nó. Đi rồi giờ đi 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 chị lúp cái ló lúp ló vậy chi vậy? Đi chị ơi. Á trời ơi nóng lực muốn chết luôn. Mình đi mày lo yên báo theo chi nữa. Nóng lực quá. Coi chưa xong mà lọc ra. À, nóng lực quá trời ơi. Sao lọc? Nóng lực. Gì vậy? Khi ghê quá. Ê mày tới ngày nhưng mà gỡ ra hả? Ê! Ủa là sao? Mày sửa mũi dữ chưa? Sao chắc? Ui da! Gì? Mày xạo hả mày? Sao cái gì mà làm cái đùi vậy này? Ê! Gỡ chưa? Trời ơi! Mẹ tổ. Vậy nó đi sửa mũi vậy? Làm sửa cô bơ cô bắt. Tối ngày cái ghẹo chọc. Gì? Má tao đóng luôn mũi. Mũi gì? Nghĩ sao? Mày đi sửa mũi mày nội. Mày hai đứa con mày đâu rồi? Đi học đi đâu? Mẹ tưởng tao đưa đi rồi chứ. Đi đâu? Trời ơi! Mày nói theo tao biết. Vì sao trời nó con trời cái gì vậy? Rốt cuộc là nó đi đâu? Đi học. Ông nội thì vì sao trời con mà đi học chứ đâu trời? Mày trả ba lô nè. Sao vậy? Buồn. Giỡn vui thôi. Trời ơi, mà hết chị mày giỡn hả? Giỡn vui thôi chứ nghĩ sao con mà đi đâu vậy? Trời ơi, mang ba lô sửa đúng mũi, tưởng ai ba đẹp dữ rồi. Nghĩ sao đâu mũi con vậy sửa đúng mũi trời nóng rồi muốn chết luôn à. Xe mẹ ơi. Mày xích vô, xe nó đụng mày banh nó lắm mũi mày. Mẹ nó sửa đồ luôn á. Nó đụng bà, nó đụng con. Đúng rồi, bà tới công chuyện rồi đó. Bà tới công chuyện viết yên báo á. Nói bài con cái này nè. Nó xúi con á. Mày chạy hay yên báo. Mày nghe hay lên. Trời ơi, trời ơi. Khép bên bà trội bị trúng kìa.
mày báo gì báo dữ là lên. Ủa cái này thấy nó đủ không á? Trời ơi chính xác thì chứ. Trời ơi cái nào cũng đúng chứ. Chỉ sao đứng có một bước mà không trúng. Có đủ mày ăn mày ăn không? Ăn không ăn? Không ăn không ăn. Trời ơi ăn đi ăn lẩu ăn đồ đủ đi xong đi. Ăn kia kìa ăn kìa. Không trời ơi cái nào ăn cái nào cũng cúng vô đầu tàu lâu bà nội. Trời ơi ăn cúng thú. Người ta hỏi đủ mày đi ăn. Ăn gì? Ăn không, đã nói rồi. Bây giờ cái kiếm thì dễ nó mà. Cửa à bây giờ kiếm báo kiếm cứt ăn thì dễ mà. Báo dữ. Rồi sao ba nó đi bán con? Dở mà ăn kiếm ngủ con. Nói vậy chứ bán gì bán cũng nghĩ sao mày con? Nữa hai á. Đâu phải con đâu. Con của con đẻ ra mà kìa bà nói muốn bán là bán ở chợ. Ai biết má. Là như con chó con mèo cũng ginh bán cái trời ơi. Tôi với bà nó làm ăn nó quay trong trống. Dâu quá. Chị ba đi đâu vậy chị ba đâu về vậy đi bắn bít về bà chửi giùm con này giùm cò em một hơi lên chửi hết nổi rồi cái chân bước ba cho con đi chích sữa cỡ này mà cỡ này mà chưa lấy chồng giờ nó đòi đi lấy chồng khùng quá bà nội bước ba cho con đi chích sữa đi. Nhưng nó cười không mua vậy bà mua gì cho anh yêu quá đó bà ơi cho con miếu ba cháu ngoại ủa cháu ngoại nó là trưa đấy đi học về nó nói bà ngoại giờ thèm đi trà sữa nội à con phượng hồi nãy đi bán được mấy cái bít không có hồi nãy không có bán mít lộn mít lộn nhiêu cái 11.000 ký bán ở đâu được 4 ký được 44.000 trời ơi rồi mua lại trái mít lá vàng 50.000 làm gì 20 mấy ký đem về cho dì Tư đó hả? Ừ khi lên đây đi nè khi nay về quê hả ờ về quê đám dỗ nữa chị về hả con nói mày nha ừ chị về hả vậy hả đám dỗ chị về hả vậy ui chứ con đi trà sữa không nha trời ơi của bác ba đi lọc hết bán có nhiêu đó đó bà ơi bà tha được bà tha đi cho xin cho biết tương nha về đó chị ba bà lãng tai ba không có nghe đâu sao ông ba không đi bán mà chị đi chửi tôi nó không đi sao chửi chồng mà chửi kì vậy chồng mà chửi kì vậy hồi qua tao lột tao đi về tao lật đật tao lột tao không thấy được lột trái sống trái chết những người đó ngày này xuống nó chê sống cái về tụ mẹ đéo bà bữa ai đi bán nữa biểu tao bán cái chữ nát hết tiền mà cái gì cũng đắt vậy đi bán thì nhiều thì mua sữa mua cái đậu mỡ phút hút mỡ ráo tôi có lấy ông bạc nào đâu. Ê, chứ giờ đánh vô kìa tới. Rồi mua đến mít đi, Ngọc Hà mới chở chừng về. Chửi bà vẫn nữa kìa. Đâu vậy? Để mất xe nữa gắn chịu nha. Đúng nha. Giờ mấy giờ rồi? Mít nào? Đi cho con mượn xe đi bất giận. Xuống xe liền, cho bà có bánh hết. Bà ăn thằng đám giữa không đưa bánh hết rồi cho bà. Trời ơi, bà đi nhiều chuyện tới ba giờ bà về là không còn chiếc xe nữa. Để xe nó mất gắn chịu nha. Dữ phá không mất xe à? Quen à, cái chưa sợ mà. Không, bỏ ở ba, bữa nay biết không sợ ra. Giờ báo rồi không chịu đi về ha, ngồi đây nữa hả? Gì đâu? Nhà đây gì đâu? Nhà đây mà. Nhà đây vậy đâu nữa? Trời vui không? Cười. Vui không? Cho cho anh ghét nó bây giờ, còn chiếc nè, còn chiếc nó mất mẹ rồi. Chiếc nó đâu rồi. Vui không? Vui. Chồng mẹ cho vui nhà vui của xíu chưa bà nhà. Bà dẫn mà ra bà giải quyết tôi hai đứa con này tôi giải quyết hết nổi rồi bà sẵn thôi lát nghe con đi trà sữa nha đừng hóa nặng gì bà con nha bà xách tay ra cà bà đập vô hai cái mặt tụi bay ơi bà dẫn nó xuôi à nó xuôi giấu xe nữa kìa bà lên máy sữa lỗ mũi nè ra coi đẹp không máy sữa bữa đều hết dở ơi bà chiếc này bà ra bà ăn luôn nè bà quýnh hai bay nè ở đó hai bay giờ chưa chịu về nữa hả bà nói kiếm dép của bà gần chút đi chứ không gì giúp bắt cô cổng luôn con cổng nổi luôn á trời. Giờ mẹ tha con đi con điện chiếc chiếc cho của mẹ cho tao khỏi luôn sao vậy vui mà lâu giỡn vui chứ bà dám không ra bà quýnh nó đi nó giấu xe bà đó về nha bấm nút biến đi bà con ơi. Này nó về hả tao vậy chứ đi vô vô chuẩn bị đón con vô chuẩn bị đón con đi xuống mũi á, mũi, bà đi xuống mũi, thôi về ông ơi, rồi con này tao giỡn hả mày, đây giúp đây, lấy bị dục ở đâu, dục đâu dục, ha muốn còn chứ muốn ăn ghép nữa không, phá, không ăn rồi phá, biết
bự nào cũng đã. Bàn nữa hả? Bàn chuyện đi ơi. Bàn đi cho đi về. Mệt lắm rồi. Có gì hả? Mệt đâu á. Báo. Có ngày gặp báo không?